trên cơ thể con người, ngoài hệ lông tóc và lớp móng sừng, chỉ còn làn da có khả năng tự tái tạo thay mới. Những tế bào da chết ở trên bề mặt da là nguyên nhân gây ra màu da tối sạm. Thô sần, lỗ chân lông bị bít dẫn đến tình trạng mụn đầu đen, mụn bọc. Chúng cần được thay thế những tế bào mới hình thành từ lớp hạ bì. Tuy nhiên, khả năng tái tạo làn da bị giảm dần theo tuổi tác, nhất là đối với những người ở độ tuổi 25 trở lên. Sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết là một bước không thể thiếu trong quá trình làm đẹp da. Sau bước tẩy da chết, làn da sẽ được kích thích tuần hoàn máu. Da trở nên mịn màng, sạch sẽ và thông thoáng, giúp da dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các loại kem dưỡng da. Bạn đã tìm được cho mình em tẩy da chết nào chưa? Hay vẫn không biết nên chọn lựa sản phẩm nào giữa vô vàn loại kem tẩy da chết trên thị trường? Nếu bạn đang tìm kiếm tẩy da chết cho mình thì đừng bỏ qua bài viết review tẩy da chết SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X dưới đây của mình nhé. Bao bì. Tẩy da chết SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X có thiết kế dạng hũ, nắp vặn. Với thành phần chính là đường đen nên bao bì của sản phẩm được phủ một lớp tối màu. Trên hũ đựng được dán giấy có in đầy đủ thông tin sản phẩm, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm cách dễ dàng hơn. Thành phần: tẩy da chết SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X được chiết xuất từ thành phần chính sau. Chiết xuất từ đường đen, chứa nhiều vitamin, đem lại hiệu quả vượt bậc gấp đôi trong việc tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm. Thành phần dầu thực vật giảm thiểu kích ứng nhưng lại tối đa hóa hiệu quả tẩy tế bào chết cho da. Rượu gạo nguyên chất có tác dụng làm sạch da bằng cách loại bỏ các hoạt động oxy hóa, chống lão hóa cho các tế bào da, giúp lưu thông tuần hoàn máu. Công nghệ độc quyền SkinFood, Bioton Úc cải thiện tông màu da từ sâu bên trong. Hỗn hợp từ trái cây đu đủ, cam, chanh, táo, axit hữu cơ giúp loại bỏ hoàn toàn các tế bào chết và các tạp chất trên da, tăng cường kết cấu da mịn màng và tươi sáng. Công nghệ Skin Renew, hiệu quả làm trắng và chống oxy hóa. Sản phẩm tẩy tế bào chết SkinFood được cam kết không sử dụng 5 loại hóa chất được sử dụng trong mỹ phẩm: không benzophen, không mineral oil, không silicone oil, không sulfate acrylamide, không tan. Công dụng: Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X nhờ vào những dưỡng chất được chiết xuất từ đường đen và trái cây giúp thu nhỏ lỗ chân lông, ngừa mụn, phục hồi làn da bị tổn thương, điều tiết lượng dầu thừa hiệu quả. Vitamin và khoáng chất thiết yếu có trong đường đen giúp phục hồi làn da, làm trắng và sáng da, có khả năng dưỡng ẩm sâu và trong thời gian dài, cho bạn làn da mềm mịn và trẻ trung, giúp loại bỏ những tế bào da khô chết một cách nhanh chóng, cung cấp dưỡng chất cho da, giúp căng mịn da, tăng độ đàn hồi cho da, làm giảm dấu hiệu của sự lão hóa da như nếp nhăn. Hướng dẫn sử dụng: sau khi làm sạch da mặt, để mặt ướt, lấy một lượng sản phẩm vừa đủ, massage nhẹ nhàng theo hướng chuyển động tròn lên toàn bộ khuôn mặt, tránh vùng mắt. Massage từ 30 giây đến 1 phút. Rửa lại ngay với nước ấm. Giá bán: tẩy tế bào chết chiết xuất đường đen SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X 210g được bán với giá 589.000 đồng trên thị trường. Đánh giá chung: tẩy tế bào chết chiết xuất đường đen SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X có chất kem mịn nhẹ cùng những hạt nhỏ li ti không làm tổn thương bề mặt da. Khả năng tẩy da chết khá là tốt, cảm giác sạch da sau khi sử dụng, sản phẩm không làm khô da, ngược lại giúp da mềm mịn hơn khi sử dụng. Sau thời gian sử dụng, mình thấy da mình cải thiện hơn trước, mịn hơn, sáng da hơn, và đặc biệt lỗ chân lông của mình được thu nhỏ hơn trước rất nhiều. Nếu bạn nào đang không biết chọn lựa sản phẩm tẩy tế bào chết nào hợp lý thì tẩy tế bào chết chiết xuất đường đen SkinFood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X là lựa chọn phù hợp dành cho bạn đấy.